Ai mua hạt không? Hạt Liên Quân giá rẻ, giá rẻ. Quẹo lựa đi bà con cô bác ơi. Ngồi chòm hổm lạc giỏm nha, mà ngồi chèm bẹp cái lạc đẹp cực kỳ luôn. Nhanh tay còn chậm tay vẫn còn luôn nha mọi người ơi. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi. Em nghe anh ơi. Rồi, hello. Hello anh Tính. Em nghe, em nghe. Ủa sao giống ý vậy nè? Anh ơi. Ý hả? Em số 3 nè. Em số 3. Em số 3 em cu tè phải không? Đúng rồi. Cứ kêu là ăn anh ơi. Ăn hả? Đang. Đang hả? Giờ anh kêu cu tè được không? Được. Ờ. Rồi để anh kêu Đăng cho mà đại về tên cu tè mà. Đăng phải không? Hello anh ơi. Đăng ha. Alo. Rồi ai luôn, bảo cho biết tên luôn, ai? Anh Nam anh ơi. Anh Nam anh ơi, em tên gì? Em tên Hoàng. Hả? Em tên gì? Anh cứ đọc em là Long. Ờ Long ha, rồi ok anh kia mà, ờ Long. Rồi số 3 là Đăng. Số 4 tên gì nè? Biết đọc chó anh ơi. Em kết anh ơi. Hả? Ốc chó. Cái thằng gì tên ốc chó vậy kìa, tên gì? Kiết. Kiết hả? Kiết. Vậy kêu mày Kiết phải không? À, thằng tên Kiết, thằng tên là Long. Rồi một thằng tên là Đăng. Thằng chó ai tên gì? Em tên Huy anh ơi. Anh Huy anh ơi phải không? Rồi ok. Huy và Đăng nè, ở Long nè, ở Kiết nè, rồi ok. Nhớ tên rồi đó, còn mấy bạn biết em tên gì không mấy bạn? Tính OT. Tính trời ơi, đậu canh thiệt chứ, tính OT. Có tên nhiều tên lắm mà sao không kêu tên kỳ vậy? Tính báo. Tính báo rồi hả? Sao không nhớ hai tên đó vậy? Kêu cha tên không nhớ, nhớ đúng hai tên bạn. Tính OT, tính báo, đậu canh nhớ hai tên một các bạn. Chết đội ơi, đừng chết tất cả. Chết đội nó không cho chứ. Phải bật tất cả các bạn, tất cả là nói những bạn trong tem nè. Quy làng vô nè. Quy số 2 đúng không? Điểm danh nè, Quy số 2 phải không? Dạ. Đăng là số 3 phải không? Đúng rồi anh ơi. Rồi thằng Kiết số 4 phải không? Đúng rồi anh ơi. Ngờ Long số 5 phải không? Nè. Ờ, tính ốc chó số 1 nha các bạn. Rồi ai quýnh vô, quýnh cho nè. Có ai quánh gì không? Anh em nào quánh gì nhớ nói nha, đưa bích cho nha. Nha nha. Anh em quánh gì không? Không anh ơi. Không quánh hả? Bên kia quýnh cái tơ rồi kìa. Nó em quýnh gì? À, anh thỏ. Đánh ngồi không anh ơi. Thỏ nè phải không? Dạ. Yeah. Thỏ nè là con này đúng không? Em quýnh con này đúng không? Nó đó anh ơi. Yeah. Nó đó phải không? Ừ nó đó em, nó đó anh ơi ha. Sao câu này nghe quen quá anh ta? Nó đó anh ơi. Câu nghe quen quá vậy? Nó đó là cái nghe quen lắm đó nha. Coi clip tính phải không? Em coi clip anh funny. Trời ơi, đó ốc chó hay mồ luôn, mày coi clip nó làm cái gì không biết nữa. Mày qua mày coi livestream của Tính. Mày qua mày coi livestream của Tính báo á, mày đừng coi clip của con Phinny. Nó quýnh ngu dữ lắm. Tính báo cũng như Phinny rồi. Đâu có, Tính báo Phinny khác. Phinny làm clip còn Tính báo nó livestream mà. Phinny đánh hay Tính báo rồi anh ơi. Phinny quýnh hay Tính báo hả? Dạ. Tao thấy điểm nào đấy Phinny quýnh ngu như gì vậy? Thấy ốc chó. Bên đây là gì mấy con ốc chó hả? Bởi vậy nó mới có tên tính ốc chó chứ đậu xanh. Rồi đó live stream thấy có tên tính ốc chó không? Không. Ở từ ngày live stream mới có tên tính ốc chó đó. Ở bây giờ nó chỉ thích coi clip của Phinny thôi chứ nó không coi của thằng Tính báo tính ốc chó nha các bạn nha. Khổ quá mà. Quá khổ. Phinny không ngu bằng tính ốc chó. Điêu xuồng à. Rồi xin nít che. Rồi vị tướng mà Phinny nó kêu là sung cà tre. Bây giờ là tới mình cắm hay bích ta?
Chưa anh ơi, còn bích. Tới mình bích phải không? Từ từ bích nha, từ từ nha. Từ từ, đợi bích, xíu. Bích con gì anh ơi? Từ từ, đợi đợi, đợi anh xíu, đợi anh xíu. Ờ, bây giờ phan phan từ từ em, từ từ. Không, nhá thôi. Bên kia là đi gừng, đi gừng với lại xạ thủ đi len đúng không? À. Đi gừng với xạ thủ đi len thì bây giờ là mình cấm ủa mình bích phan để mình bích thì chắc là mình sẽ bích một cái vị tướng có tên là tên gì anh ơi? Mày bích con phan. Bây giờ có AD rồi. Có mid luôn rồi. Mình thiếu đam. Mày bích con cái con gì nè, tự nhiên Phan để anh nhớ tên coi từ từ. Phan mày còn nhiều giây mà, cái con mà ta nói nó cái con mà con tướng trong Liên Vương nè mà tự đậu xanh tao chưa nhớ tên gì từ từ. Con tô bò thì không được, con tô bò đi gần người ta đắp tao chết. Con khác từ từ để tao nhớ cái, từ từ đừng làm gói. Đừng làm gói đội hình từ từ. Cái con mà cái con gì nè? Tới mời luôn. Tới mời luôn hả? Từ từ mày, tôi không hắn với mày cắt đi. Từ từ. Cái con đó đó. Bây giờ là thiếu cái con thôi đó. Mày bích ra Alendor cho anh đi, anh làm cái lịch sử coi. Yeah, em lo luôn. Ừ. Bỏ đi anh ơi. Tao không có bỏ, mày bích cho tao, mày đừng có cản tao, mày bích đi. Mày bích đi. Ê, nó cản tôi kìa mọi người. Nó cản tôi kìa mọi người. Nó không cho tôi chơi kìa. Ủa chết mà sao kêu thôi vậy? Sao kêu thôi vậy? Sợ lắm. Sao không sợ? Sợ anh quánh này được mà. Sợ, anh đậu trên tướng tủ lúc... anh mà. Không chơi con yên tâm á. Anh chơi con yên tâm hả? Con yên tâm còn ghê hơn này nữa rồi. Kêu thôi. Ủa mà con yên tâm là con gì? Con La Vi đó. Mà con La Vi sao kêu con yên tâm? Anh cứ, em cứ yên tâm. Cứ yên tâm. Rồi mày tin anh ôm rồi phải không? Trời ơi thiệt chứ mấy này đậu xanh nó đi học có khi bài nó không được. Mà mấy cái câu nói của tôi là nó thuộc hết nè mọi người. Thiệt chứ trời. Chết rồi, đem tướng tụ rồi. Bây giờ cắm gì đây? Cắm gì cũng được. Người bên kia đi rừng phải không? Đi rừng thì giờ là mình sẽ cắm con gì để mà nó cắm Violet. Whip á. Whip lựu đạn phải không? Nhiều anh ơi. Không, bây giờ mình cắm whip lựu đạn đi. Tới chơi thon bạn ơi. Whip lựu đạn hết AD đi à. Cắm hết AD luôn. Ừ, cắm AD đi. Còn người đi rừng bên kia là nó quánh cái gì kệ nó. Mình cứ cắm AD đi, AD nó len nó không có mạnh là nó quánh được đâu. Hợp lý không? Mày Quy hợp lý không em? Em chơi super. Quy ơi, Đăng ơi, cái này, dạ. À Long ơi, à, dạ. Hợp lý không mọi dạ, người? Anh. Hợp lý anh ơi. Hợp lý đăng ký kênh ủng hộ nha, nhớ rủ bạn bè vô đăng ký kênh ủng hộ nha, mai vô trường vô lớp đó đừng quên đăng ký kênh ủng hộ nha. Vô mà vô lớp mấy thằng ngồi kế bên đó mày nắm cái cổ áo lên vậy nè, mày nắm cổ áo lên, ê, mày coi YouTube bé không? Mày đăng ký kênh anh trai ruột tao nè, đó. Ví dụ đăng ký kênh đó thì. Thôi nói chung thì tới vậy được rồi, mấy tình huống sao em cứ làm đi em. Ví dụ nó quánh em đó thì mày nhớ nói anh tiếng nha. Chỗ mày đang kia rồi nè. Nói anh làm đi anh. Rủ ông thầy. Nói anh hỏi sao quánh em đồ rồi anh biết lý do thôi chứ đâu có làm gì đâu. Rủ ông thầy đó. Anh làm gì nó. Không anh hỏi biết lý do thôi à, không có làm gì đó. Ôi do sao quánh này thôi. Chơi con thoa nè 1 trận 0% cho để thắng hả. Bây giờ cắm gì nè. Cắm cái gì con gì con cái AD gì mà cái con La Vi La Vi é phải không cái La Vi luôn đó. Đúng rồi cắm con La Vi é này là hợp lý luôn nè. Cắm Violet được anh. Violet phải không? Ừ Violet được. Violet nè. Đúng La rồi La Vi á. La Vi hả? Con nè. Giờ nào Violet hay và La Vi nhắm rồi nhắm lại hết 200 mấy chục giây là xong anh ơi. Thôi Violet đi, Violet nó lách game, nó quánh anh em mình chết. Violet nè. Dạ dạ. Ok anh ơi. Rồi ok, hợp lý luôn. Bây giờ là mình thiếu support đúng không? Support với lại người đi top đúng không? Support con gì anh? Bây giờ team mình là thiếu tanker nè. Bây giờ mà mình bích hai tướng mỏng vô nữa là team hai AD nó không combat được.
mình phải chọn hai con tướng mới tăng. Nhưng mà tăng ở đây không phải là Tô Văn Bò. Tô Văn Bò nó không có đam. Ba đúng. Ba đúng cũng được. Thì hen chơi không quen lắm. Nè bây giờ nè, Hạ Long quýnh cái gì? Hạ Long quýnh tớp hay là xịp bọt? Em đánh thon mà. Không, bây giờ A Long nè, A Long với lại Kích nè, Kích quánh gì thuận em? A Long đánh thon em quýnh ơi. Bây giờ là mình thiếu xịt bọt với đề tớp đó, nhưng mà phải đánh thuận tay nha, chứ không bích mấy thằng tướng chơi không quen là chết á. Dạ. Ok anh ơi. Rồi, bây giờ là bên mình bích nè, từ từ, mình bích một cái con xịt bọt. Bây giờ xịt bọt trước ngay là đấu sĩ nè. Đấu sĩ chưa? Đấu sĩ phải không? Đấu sĩ trước đi, đấu sĩ. Đừng thôi, đừng có bích con đó, bích đó bậy á. Bích đó bậy á. Em mỏng lắm rồi. Mình nhá thôi. Mình nhá thôi phải không? Rồi nó nhá thôi, mấy gái, nó nhá thôi. Đấy, mày nhá đi đậu, xem mày lỡ ấn vô cái nút tròn cái là xong luôn đó. Nút tròn nhá là em sợ. Bây giờ là người đi top phải không? Đi top thì để coi coi. Sẽ đối đầu với lời Nga Len nè. Mà bên kia chưa biết là Len nó đi top hay là đi gần nữa đó. Chơi Omen được không? Chơi Omen được, chơi Omen. Omen hoặc là Jena. Quýnh gì được? Thuận tay quánh nha chứ không phải nghe người ta bích nha. Quýnh gì được? Đúng vậy. Omen trâu hơn. Jena. Jena phải không? Thôi Omen đi. Đánh Jena. Jena phải không? Jena thuận tay phải không? Omen là một công ty tóc biến rồi này kia, giống thằng YouTuber nào 2 triệu subscribe. Thôi được rồi mày, được rồi, mày nói tới đây được rồi. Quýnh Omen hay là Jena? Quýnh Quy. Quýnh Quy hả? Rồi Quýnh Quy, trời ơi đậu xanh, Quýnh Quy, Quýnh Quy. Lao. Rồi, chọn luôn. Nói chung là nói cái gì nói là cứ né né cái thằng YouTuber 2 triệu subscribe ra nha. Đừng đưa những cái tình huống đó chứ không. Nó nhức nách dữ lắm. Nó nói hồi nó cũng bàn bạc qua tôi rồi bà con đậu cho anh mấy này nó xíu sắc thiệt sự luôn á mọi người. Để nó sát thương kinh thật. Đó bởi vậy là vô rồi quánh cẩn thận phải không? Mình đừng có hậu báo. Nghe không? Hậu báo ở trong rồi đậu xanh nó đập chết hết. Mình đừng có thể hiện. Đừng bắn trộn như thằng YouTuber. Được rồi, tao nói mày đúng rồi, mình đừng có đem mình nói vô làm tình huống. Bây giờ nè, mình đừng có vô, mình đừng có thể hiện. Mình thể hiện mất công người ta chở mình đi bệnh viện. Nhớ nghe. Nó vô mình đừng có chơi giọng cha, người ta đập là chết. Mình cứ bình tĩnh, mình tự tin, đừng cay cú. Vô đừng thể hiện quá em, mà vô mày tạo nét đậu xanh đè đó, anh tép não á. Gì? Thôi đi, chơi mà. Bây giờ thiếu xịt bọt nè. Xịt bọt cái gì giờ? Con nào cũng được. Đã bây giờ ông xịt bọt nè, được. Ông quánh được con ta con tướng nào thuận tay, kiểu như là con nào mà ông hay chơi để xịt bọt nè. Con ba đâm với à? Con ma lóc mà con ma lóc bị cấm rồi, cứ cho ba đâm. Ba đâm phải không? Ba đâm thì ba đâm. Ba đâm hay then. Đâm. Đó người ta đâm quánh thôi, người ta quánh con nào được thì bích cho người ta con đó, ba đâm thì bích ba đâm. Hay đánh lâm bừa. Lâm bừa cũng được, lâm bừa cũng được. Ok nha. Rồi ok. Lâm bừa tùy ông. Nhưng mà thuận tay mới quánh nha, chứ không phải nghe người ta là bích nha. Dạ, được mà anh ơi. Rồi ông ok. Ông Tiên tóc biến được, ông Tiên tóc biến được. Rồi ông Tiên tóc biến được. Rồi okay. Nói tới đây được rồi, nói tới đây được rồi, đừng nói con khác. Nói tới đây được rồi. Nói thôi. Câu sao mà dẹp luôn đi, bỏ túi luôn đi. Đổi anh ơi. Đổi đi, đổi đi. Lên trộn xong. Đổi lẹ nè, để con lấy ngọc nè. Ok ok. Ok con dê. Hợp lý nha, rồi chuẩn bị quẩy nha, anh em cố gắng nha. Tỉnh báo và đồng bọn tập 2. Cái kiểu này là mới vô là Gitter sẽ đi ngay cái len chỗ con rồng. Người ta sẽ đứng ngay cái bụi, người ta gần. Cho nên để mình vô cái kênh chat đó, mình không phải, mình vô cái alo các bạn nghe không các bạn ơi? Yeah. Bạn nào mà đi len con rồng á, các bạn nhớ né mấy cái bụi gần cái rãnh mid ra nha, không là Gitter sẽ hút các bạn đó. Đứng phía trong thôi, từ từ. Thấy ở đâu quýnh lộn là chạy, ví dụ như thấy khó quá là chạy qua liền nha. Ok anh ơi.
Nhớ vậy đi là được rồi. Anh em mình cố gắng ha. Rồi ok. Tập trung nè anh em ơi. Lên giải không chế, lên giáp anh. Cái này thì lên giải đi em, lên giải đi, đâu điêu thì điêu xuống đóng băng à, sao quánh được. Lên giải nha, từ từ nha. Rồi nè. Bây giờ cẩn thận nè, như chỗ này ha. Đó một chỗ, ga dách thì cứ meme bên đây có gì hỗ trợ bạn Quy nha. AD chuẩn bị tinh thần luôn nha. Người ta mà dồn qua là dồn qua đập luôn nha. Còn người ta không dồn thì cứ qua bình thường. Rồi ok, né mấy cái bụi ra để không người ta sốc đam. À chính đầu tiên he hả độ ok, hello em luôn. Rồi, gái dách vô coi bùa nè. Bọt đi vô chấp sai coi là gừng ta ăn gì nè. Rồi mít ra pháp chung em đi. Gừng ăn bùa đỏ nha. Rồi, gừng ăn bùa đỏ ha, rồi ok. Đừng quánh lộn với người ta nha, từ nha. Cấu được thì cấu, đừng quánh nha. Rồi, vô farm. Không, đừng ăn bùa xanh, đừng ăn bùa xanh nha. Bùa xanh phải không? Rồi, ok, bùa xanh. Bùa xanh, bùa xanh. Quy đừng kéo bùa em, để anh farm. Rồi, ok. Kéo đâu? Mày thấy nó bên màu đỏ mà. Không, nó màu xanh, nó màu xanh. Màu đỏ còn nguyên, màu đỏ còn nguyên. Rồi, hắc não nha. Rồi ở trên cẩn thận nè. Quy ra chặn quái là u farm đi rồi lên luôn em. Hai anh em ra farm chung nè. Farm chung, farm chung, farm chung. Ở trên cẩn thận nha, từ từ nha. Biết cẩn thận em ơi, đừng ra lên cao nha, bãi nè bắt á. Rồi ok anh. Đang chết. Rồi, AD cẩn thận luôn nè. Alan có thể nó ra nha. Quy ra farm đi em, quy ra farm đi. Ra farm đi lên. Farm xong lên nha. Đừng bỏ ra coi ăn gồng luôn nè, đừng bỏ ra coi nha. Đừng quánh, đừng quánh, đừng quánh. Đừng lên cao, rồi lên phụ luôn. Lên phụ liên, 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 vô luôn, vô liền. Một bốn thằng lần, bốn thằng lần. Chiến cầm đầu luôn. Đông lắm. Quy nấp bùa xanh đi. Bạn nghe về farm á. Ăn gọng anh nè. À đây ra em. Bọt mà nó đánh như con không đẻ. Đừng đánh bùa nó. Đứng trong đi rồi. Yuka thấy rồi. Ủa lộn, Yuka đi ba thấy rồi. Uống bảnh hả? Hồi nãy giờ mới để ý luôn á. Bảnh đó. Ờ anh hả? Lại là thằng đi. Rồi thôi bỏ đi em. Bỏ đi, bỏ đi. Người ta biết rồi. Bỏ về farm đi. Thọt á. Nè bây giờ nè, bây giờ nghe nè, lên hỗ trợ lên ở trên nhà mít nha. Nhưng mà thằng gừng của người ta là đang ở trên đó luôn á, cẩn thận nha. Gừng chi lại ra. Ủa bạn gờ cao thủ hả? Bạn gờ cao thủ đi gừng nha, người ta sắp găng ở trên nữa rồi đó. Cẩn thận nha, ở trên cẩn thận nha. Ok nè. Đồ live stream mà kìa. Các bạn thông cảm nha, để mình rút cộng cáp ra một cái. Ở trên cẩn thận nha, không lên cao nha. Hồi nãy là lên cao là bị quánh rồi mất đam á, nhớ không? Từ từ. Đứng yên luôn, đứng yên luôn. Đứng yên luôn. Từ từ nha. Nè. Nó lên đó anh ơi. Bụi cháy nè. Lên nè, lên nè, lên nè. Trời ơi, bậy rồi. Tự nhiên bay đó chết thiệt chứ. Xui xui các bạn. Quên nhiên bay ra đó sớm quá. Mày nè kìa. Hay thế nhờ. Quy, 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 quy. Trời trời trời, tính chưa ngồi. Từ nha. Rồi cứ farm đi. Bây giờ người đi rừng của người ta là có thể là ăn bùi xanh á. Biết rồi, farm chung với anh là lên gồng em. Nè. Tiếp tới trong bụi nha. Bụi dỗ con chim á. Rồi ok. Ăn công nè, người đi rừng người ta không có nè. Ăn bên góc này nè, đừng ăn bên góc đó. Ê. Chết tôi rồi. Ôi. Chết tôi rồi mọi người ơi. Bậy rồi, ẩu rồi. Đi qua trước các bạn bị bắt sai rồi. Xui quá, mình ẩu rồi các bạn. Em bảo rồi mà. Ồ, anh quên em. Sao đi anh em nha. Chữa được mình. He's my friend.
đi ẩu qua đường Tàu Bắc các bạn. Tiếc quá, đừng cho nó ăn dơ nha em. Ra đùa nó, nó chưa ăn xong, nó bỏ rồng rồi, nó bỏ cái rồng rồi. Ok, để nó ăn dơ cái từ. Nó vô rồng rồi kìa, nó vô rồng rồi kìa. Vô đi, vô đi, vô đi. Đừng cho ăn, kéo ra. Kéo đây, tụi ông ăn luôn rồi. Từ từ em, từ từ thôi. Nè, người đi đường của tao quăng bù đỏ kìa không? Kéo đồng qua góc kia ăn luôn em. Nè, farm, farm kia sao? Ồ, đồng chạy đó. Nó chạy ra anh ơi. Từ từ từ. Bay nè, chuẩn bị me đó. Chuẩn bị me mấy mẫu mỏng mình bay nữa đó, cẩn thận nha. Bắt bùa ha. Xích coi trong bụi. Từ nha. Không thấy bay nè đâu á. Thôi nè, cẩn thận nè. Ok nè. Dòng nè, thôi nè, ăn trong góc này nè. Không ăn nha, không ăn nha. Bốn người đó lần đó. Trong bụi, trong bụi, trong bụi. Kéo qua vậy nè, để cho người ta tưởng mình ăn. Rồi người ta, né ra, né ra. Rồi ra mid farm nè, từ từ nha. The Queen. Dưới luôn em, xuống dưới luôn em. Hết máu chưa? Dưới hết máu không? Hết máu rồi anh ơi. Em có tông biến không kìa chết? Có anh ơi. Rồi, đạp luôn ơi. Hai em ơi. Hai. Giăng dách luôn. Chặn quái cho anh đi. Không cướp được rồi. Kệ em, vậy cũng được em. Bây giờ farm nè. Chưa cuối luôn. Bây giờ farm ở đây xong mình lên mình gắn ở trên nha, ép chủ trên nha. Vậy đấy không hồi do anh xanh là bánh không được đâu. Farm lính nó được. Nó vô nè, nó vô nè. Cẩn thận nha. Chết này nó. Chết. Ui. Ghê nhỉ. Đép nè, đép nè. Hay quá. Lấy chuột trên, lấy chuột trên, lấy chuột trên. Lấy bữa ra đây, chạy lại nè, đây chạy lên nè. Chạy lên, 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 lên. Có gì băng trụ luôn nha, lấy bữa có gì băng trụ luôn nha, vô giết luôn á. Thôi nè, có gì chán nha. Ê. Cũ nè. Ê. Ê ông ơi. Lôi 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 lôi. Lôi 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 bưa hết máu rồi, rồi bỏ đi từ. Nè mít về nè. Có Việt Nam chơi. Vô trụ bỏ đi con. Bỏ nha. Về nha. Nè bùn xanh nè. Cái dách. Giờ kìa anh. Ăn giờ trước đi anh. Từ 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 từ. Bỏ 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 bỏ. Về. Từ anh ơi. Về về về, thôi nè cá, thôi nè cá. Ủa lộn, bái nè, bái nè. Bái nè, chứ phải thôi nè, lộn. Lộn em. Cái trụ trên nha, cái trụ trên kìa. Cái ép trụ trên anh ơi. Thôi nè, thôi, ban kìa. Đổi lên luôn đi. Ban nha, từ nha. Đổi lên đi, đổi lên đi, đổi lên đi. Lên lẻ mất chủ với ba. Đép đổi. Đép được, đép được. Ở ngoài mít đừng có lộn nha, ở ngoài mít có lộn là bậy á. Người ta đang đông á. Còn còn tên lính nữa cạnh ơi. Nó vô bùa kìa, nó trong vô bùa. Trong bụi, trong bụi á. Trong bụi không đọc, đọc đọc trong bụa. Nè nè nè, nó lên lên còn. Cái tính đốc chó là không sai mà. Bây giờ sao chạy ra ta? Có rừng nữa anh ơi. Đồng nè anh em. Hay bạn ơi. Hay bạn ơi. Chủ chủ chủ. Ui, bật phải máu siêu cấp không kịp luôn. Đốc yên rồi. Ôi, quên lẻ hết máu rồi, lên lẻ đi, lên lẻ luôn. Đông đông đó. Lẻ đi thôi, hết máu rồi, tụi nó hết máu rồi. Rồi hay đó. Ôi, đứt tơi kìa. Quý hay kìa. Hay đó các bạn.
Double kill. Cấp 1 quy xe giờ tàu. Cấp 1 quy xe giờ tàu luôn hả? Cậu sao mày vô mình tranh cấp 1 tao hả? Hả? Mày biết xe giờ tàu là ai đang nắm chụm nhỏng không? Mày vô mày định vô mày vô xe giờ tàu lao mày vô mày tranh top tao. Em nó dưới đồng nha. Hay quá luôn. Hay quá mày. Trời ơi, chiếc cuối cho mày mặt tao luôn rồi đó. Ây da. Trời ơi, đồng bộ kìa bạn ơi. Bỏ thẳng quanh tôi kìa. Đồng bộ quanh tôi kìa mọi người. Mấy chiếc cuối vô mặt tôi luôn mọi người ơi. Hay vậy anh. Lớp bữa em. Lấy chỗ đâu. Mày thấy đam ba tươi với anh không? Mấy chiếc cuối vô mặt anh luôn mày. Thật sự. Ghê không? Em xin công bằng luôn. Thôi ba đó tao còn nhiều máu lắm, đậu trên nó hết máu là nó giết tao luôn rồi đó. Coi chừng lúc mới nha, nó hay quýnh đồng bọn lắm á bà con, cứ lần nha. Nó chơi xem sắc lắm á, ăn bùi xanh đi em, ăn luôn em. Ờ nói thật nha, ăn không làm được gì đó. Không được tăng đam ở đâu, chụp bọt em ơi. Chết tay chụp bọt ơi. Anh em ơi. Ông chết tay, ông nội tao cũng nhắm lên, chụp bọt ơi. Chụp bọt đập chai ơi, lên lấy chai cái anh ơi. Phận AD tụi em không dám lên cao mấy anh ơi. Gồng nè. Quy cẩn thận em ơi. Anh em trên đây hết rồi, có mình em dưới. Quy cẩn thận Quy. An toàn rồi, ăn ăn đi. Đắp một Quy mà lói gì trời. Rồi quên nữa, đậu trên top 1 xe tàu mà thiệt chứ. Em top 1 phone đây là tàu nè. Được nào không tàu không vậy? Ủa mà tàu gì em? Tàu lao. Tàu lao, tàu lao anh, tàu lao rồi mày tàu khác đi chứ mày tranh lên anh sao được. Tàu khửa luôn hả? Tàu bồ bỉ gì kìa? Bồ bỉ gì kìa bà con ơi? Rồi xong rồi, từ từ lui. Chủ trên, chủ trên. Đừng quánh lộn, đừng quánh. Đừng quánh, đừng quánh. Đừng quánh, đừng quánh. Ở chủ trên kìa. Thôi nghe về lẹ nè. Chủ đó ba thằng. Không quánh nha. Lui mấy bạn ơi. Rồi quánh luôn rồi. Đầu tóc bộng đi. Vô luôn em. Hay quá trời, đậu cái thanh nào cũng top 1 không à. Ủa, anh ơi nó giết em rồi. Này thì giết tao. Hay quá nô. Nó giết em rồi anh ơi. Ây da. 4 thằng rồi. Chủ bắn anh mày ơi. Ủa phải bắn anh không? Phải bắn ai vậy? Quên luôn em, quên luôn em. Quên luôn mọi người. Quên luôn anh ơi. Còn mỗi con Ben ha, còn mỗi chậu 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 chậu. Nó nhảy kìa, nhảy kìa. Né. Chủ thôi, chủ. Nha. Yeah. Hay quá anh em ơi. Cảm ơn bốn bạn ngoài đang xem nha. Ủa bốn bạn vô chơi chung nha. Cảm ơn mấy hậu của đội top 1 khi là tàu nha. Dạ. Thử gì không anh? Hả? Yên tâm đi, anh sẽ gửi phần quà qua cho mày sau, kết bạn đi. Ok. Các bạn rồi anh ơi. Mọi đứa ly trà sữa phun top binh, ok không? Cô có nhớ ly trà dầu ăn anh ơi. Dầu ăn anh ơi. Mày lấy dầu ăn tới ông nội này. Lấy dầu ăn làm chi? Trà sữa đi. Dầu ăn. Trà sữa đó. Trà sữa con nhím à. Ok. Trà sữa hết nha. Nhớ kết bạn anh rồi này mày nhớ nha. Anh xin Zalo đậu cho anh mốt nu lai ta gửi tiền anh. Anh mua ly trà sữa bung tới bên anh gửi cho. Nhớ nha. Dạ. Ok. Việt Nam nói là làm. Mày yên tâm đi, tao Mỹ. Ông ở Mỹ thôi. Ờ, nói chung thì yên tâm đi, anh sẽ inbox qua Zalo. Anh sẽ xin Zalo từng đứa rồi anh sẽ gửi ly trà sữa phun tức binh. Việt Nam nói là làm. Mày yên tâm đi, anh ở Mỹ, Việt Nam luôn. À. Hello, xin chào tất cả bà con. Ở thì không biết là hồi nãy giờ bà con xem clip trận đấu giải này, bà con có thích clip này không? Nếu như mà bà con nào thích á, thì đừng quên ủng hộ mình một nút like ha. Còn bà con nào mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình luôn ha. À với lại là bà con ơi, cái clip này hồi nãy giờ bà con xem á, là cái trận đấu giải thứ hai nha. Còn trận đầu tiên á, không biết là bà con có muốn xem luôn không nè. Nếu như mà bà con muốn á, thì bà con nhớ để lại dòng comment ý kiến nha. Nếu như đa số bạn đồng ý cũng như là ok con dê, thì tối nay mình sẽ edit, mình up lên sau nè. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn nha. Vì hồi nãy giờ các bạn đã dành thời gian quý báu của các bạn ra để xem clip này ủng hộ mình nè. Hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo vào ngày mai nha. Bà con nhớ để lại dòng comment cảm xúc nha bà con, để mình biết chiều mình edit, tối mình up lên ha.